chào các đồng chí và các bạn. Đảng bộ cơ sở Phòng Chính trị là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương mục Quốc phòng toàn dân của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Một đời sống quân nhân là phản ánh của chúng tôi xung quanh hiệu quả của ngày chính trị văn hóa tinh thần ở Trung đoàn 890. Còn bây giờ, mở đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại những hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh 2 tuần qua. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Đoàn công tác của Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 đã đến công bố quyết định và tiến hành thanh tra đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số cơ quan đơn vị. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành thanh tra đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, trường quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Hồ, Mang Thít và thị xã Bình Minh. Nhằm tiếp tục quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp cho nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức trao 17 quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ và 4 quyết định của quân khu cho cán bộ đủ điều kiện nghỉ chờ hưu theo quy định năm 2015. Hai ngành quân sự công an vừa tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2015 về công tác phối hợp theo nghị định 77 của Chính phủ. Trong quý 1, hai ngành quân sự và công an các cấp đã thực hiện tốt công tác phối hợp, chủ động tích cực, hiệu quả đạt được ngày càng cao. Lực lượng hai ngành đã làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời làm tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết ổn định, không để tình hình phức tạp xảy ra. Ban chỉ đạo tổng điều tra quân nhân dự bị huyện Tam Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết điểm công tác tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015. Đây là đơn vị điểm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, quá trình thực hiện tổ chức rút kinh nghiệm để công tác tổng điều tra thống nhất trong toàn tỉnh. Nhân dịp Tết cổ truyền trong năm thơ mây của đồng bào dân tộc Khmer, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm tặng quà và gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang người dân tộc Khmer và gia đình hưởng một mùa xuân mới an lành và hạnh phúc. Thưa các đồng chí và các bạn, từ đầu tháng 4, các đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành tổ chức đại hội. Đảng bộ Phòng Chính trị là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Quân sự tỉnh. Ngày 9 và ngày 10 tháng 4, Đảng bộ cơ sở Phòng Chính trị đã tổ chức thành công đại hội, là thực tế để các đảng bộ cơ sở còn lại rút kinh nghiệm để tiến hành đại hội. Đảng bộ cơ sở Phòng Chính trị được nâng lên từ chi bộ năm 2014, được chọn làm điểm tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện các bước chuẩn bị từ văn kiện, nhân sự để tiến hành đại hội theo đúng quy định. Là khi được là ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn là Đảng bộ Phòng Chính trị đại hội điểm, đại hội trước nhiệm kỳ 2015-2020. Chúng tôi đã thống nhất họp ban chấp hành phân công từng đồng chí phụ trách từng mảng, thực hiện trên 4 cái nội dung mà theo cái hướng dẫn của trên. Cái thứ nhất là chúng tôi làm cái văn kiện là sơ kết cái thực hiện nghị quyết năm 2010-2015. Cái thứ hai là phương hướng nhiệm vụ 2015-2020. Cái thứ hai là cái bản báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015. Cái thứ ba, chúng tôi chọn cái nguồn, tức là ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Cái thứ tư là chọn đã bầu cái đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ sở Phòng Chính trị đã đánh giá đầy đủ, sát đúng tình hình hoạt động của Đảng bộ. Đảng ủy đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các ban ngành thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ và nghị quyết hàng năm đề ra. Nội bộ giữ được đoàn kết, thống nhất, cán bộ đảng viên có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm nỗ lực cao trong thực hiện nhiệm vụ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên. Kiểm điểm của ban chấp hành cũng đã thể hiện được những ưu khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ. Đây cũng là cơ sở để ban chấp hành khóa mới lãnh đạo và triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ hiệu quả hơn.
Chúng tôi thực hiện cái nghị quyết năm 2010-2015 trên cơ sở là đạt vượt 10 cái chỉ tiêu đã đề ra. Là ban chấp hành là đoàn kết, thống nhất. Rồi trên cơ sở hàng tháng chúng tôi có đưa ra cái nghị quyết lãnh đạo để bàn đưa ra cho nó phù hợp đối với cái tình hình, cái nhiệm vụ của đảng bộ mà thực hiện qua cái tổng kết. Trong đại hội, các đại biểu cũng đã phát huy tốt tính dân chủ, tập trung thảo luận, bàn bạc và đóng góp nhiều ý kiến về mục tiêu, giải pháp và những nội dung cần tập trung quan tâm, đẩy mạnh thực hiện trong giai đoạn sắp tới. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định trong hoạt động lãnh đạo của đảng. Nhân sự cho ban chấp hành nhiệm kỳ mới là một vấn đề quan trọng trong tổ chức đại hội. Vì vậy, căn cứ vào những quy định và hướng dẫn của cấp trên, ban chấp hành đảng ủy đã lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử, đảm bảo dân chủ đúng nguyên tắc. Kết quả, đại hội đã bầu 7 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ cơ sở phòng chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Kinh nghiệm từ đại hội điểm đảng bộ cơ sở phòng chính trị sẽ là cơ sở, nền tảng để giúp các đảng bộ cơ sở còn lại trong đảng bộ quân sự tỉnh tổ chức tốt đại hội. Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thì hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị là hoàn tất các cái văn kiện mà theo cái quy định của trên. Cái thứ hai nữa là về cái dự đại hội điểm lần này thì chúng tôi thấy rất là bổ ích. Từ cái chuẩn bị của tôi thì tôi thấy là ở đây có nhiều cái rất hay, từ trang trí khánh tiết rồi đến cái chương trình đại hội, đặc biệt là nội dung thảo luận của một số các đồng chí và kết luận của đoàn chủ tịch. Trong cái để tôi về đó điều chỉnh lại những cái phần nào của mình còn thiếu sót của kinh nghiệm cho cái thời gian đại hội tốt hơn, đặc biệt là cái ý kiến phát biểu rồi kết luận của đoàn chủ tịch cũng như công tác bầu cử, chúng tôi thấy là rất là hay, rất là tốt. Để chúng tôi về sẽ rút kinh nghiệm và triển khai tổ chức trong cấp ủy chỉ huy và quán triệt toàn thể đảng viên ở đảng bộ mình. Chúng tôi tiếp tục về cái chuẩn bị hoàn chỉnh các cái loại văn kiện để tiến hành đại hội. Thứ hai nữa là đảng ủy sẽ quán triệt toàn bộ đảng viên trong đảng bộ phát huy cái trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cái tham gia góp ý về cái văn kiện của Trung ương cũng như cái báo cáo về cái chính trị của ban chấp hành đảng bộ quân sự tỉnh và cái báo cáo là cái chính trị của ban chấp hành đảng bộ cấp mình, ý kiến góp ý đi thẳng vào vấn đề, không có phát biểu là cái như là vòng vòng rồi là phân tích để tránh mất cái thời gian. Cái thứ ba là trên cái cơ sở cái chương trình đại hội là chi tiết, chúng tôi tiếp tục coi như hoàn chỉnh và coi như là thúc luyện từ cái khâu làm công tác tổ chức, cái khâu tổ là cái kiểm phiếu và là các mặt khác để làm sao trong cái đại hội coi như là tiến hành được coi như là thông suốt. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đại hội điểm đảng bộ cơ sở phòng chính trị đã thành công tốt đẹp. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết là đồng chí có đánh giá như thế nào về đại hội điểm của đảng bộ cơ sở phòng chính trị nhiệm kỳ 2015-2020? Về đánh giá cái đại hội đảng bộ điểm của phòng chính trị thì theo tôi là đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí trong cấp ủy, ban chủ nhiệm, các đồng chí triển khai quán triệt rất là nghiêm túc đối với các cái quy định trên và cái chỉ đạo của trên. Các đồng chí từ cái khâu là chuẩn bị các cái văn kiện rồi nhân sự và tiến hành đại hội, các đồng chí tương đối chuẩn bị là chặt chẽ, cho nên từ cái cơ sở đó là giúp cho cái đại hội của đảng bộ cơ sở phòng chính trị thành công tốt đẹp. Đặc biệt là trong đại hội thì các đồng chí đã thể hiện rất là tốt vào 4 cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái vấn đề thứ nhất là cái thực hiện cho được là các đồng chí thảo luận đóng góp văn kiện cấp trên. Cái thứ hai là các đồng chí đánh giá cái báo cáo tổng kết cái nhiệm kỳ qua và đề ra cái phương hướng nhiệm kỳ tới. Vấn đề thứ ba là các đồng chí đã tiến hành
bầu thành công là ban chấp hành cái nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở rút kinh nghiệm của đại hội điểm đảng bộ cơ sở phòng chính trị thì đảng bộ quân sự tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái đảng bộ còn lại thực hiện cái đại hội như thế nào? Về kinh nghiệm cũng phải nói rằng trước hết là phải nói là cái sự chỉ đạo phải hết sức là chặt chẽ sâu sát. Cái vấn đề thứ hai là cái phát huy là tốt cái vai trò của cấp ủy, ban chủ nhiệm là triển khai quán triệt sâu sắc đối với các hướng dẫn, quy định và chỉ đạo của trên để đảm bảo là cho cái đại hội thành công tốt đẹp. Cái thứ ba là về công tác chuẩn bị phải hết sức là chu đáo, chặt chẽ, là phân công là đối với các đồng chí trong cấp ủy cũng như là cán bộ phải đảm nhiệm từng là phụ trách từng công việc một, phải hết sức là đảm bảo là cụ thể. Thì từ đó mới đảm bảo được cho cái đại hội thành công được. Trong quá trình đại hội thì đòi hỏi là đối với cái đoàn chủ tịch là phải hết sức là vừa đảm bảo tính nguyên tắc nhưng đồng thời cũng thể hiện là cái tính linh hoạt điều hành để cho cái đại hội cũng từ chuẩn bị các bước trong tiến hành đại hội sẽ đảm bảo là thành công tốt đẹp. Sau đại hội của đảng bộ cơ sở phòng chính trị, các đảng bộ cơ sở còn lại trong lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiến hành đại hội đảng viên và sẽ hoàn thành trong tháng 4 tiến tới đại hội đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa các đồng chí và các bạn, Ngày Chính trị Văn hóa Tinh thần là diễn đàn đối thoại dân chủ trong đơn vị, trong đó chú trọng việc đối thoại giữa cán bộ và chiến sĩ. Trong buổi sinh hoạt này, cán bộ chiến sĩ đã thể hiện quyền dân chủ của mình, bày tỏ ý kiến trên tất cả các mặt chính trị, xã hội, quân sự, hậu cần, chuyên môn kỹ thuật, cũng như các chế độ chính sách, tâm tư nguyện vọng chính đáng. Thời gian qua, Trung đoàn 890 đã duy trì thành nền nếp, phát huy được hiệu quả của Ngày Chính trị Văn hóa Tinh thần. Ngày Chính trị Văn hóa Tinh thần được Trung đoàn 890 duy trì tổ chức đều đặn theo quy định vào ngày thứ năm tuần cuối cùng của mỗi tháng. Trong sinh hoạt, đơn vị luôn đảm bảo những nội dung theo quy định, chủ đề được lựa chọn phong phú, đa dạng, linh hoạt tùy theo tình hình thực tế của đơn vị. Thường buổi sinh hoạt được bắt đầu bằng những hoạt động văn nghệ đã tạo không khí vui tươi, thoải mái. Hàng tháng thì có kế hoạch và xác định rõ cái nội dung sát với tình hình thực tế của đơn vị, trong đó tập trung vào ba cái nội dung chính. Thứ nhất là tuyên truyền phổ biến các cái quan điểm đường lối của Đảng và những cái tình hình có liên quan tác động trực tiếp đến nhiệm vụ của đơn vị. Cái thứ hai là tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Và cái thứ ba là đối thoại trực tiếp giữa cán bộ cấp trên và cấp dưới. Trong đối thoại thì phát huy cái tinh thần dân chủ, trách nhiệm của mỗi quân nhân. Đối với người chỉ huy thì thể hiện cái tinh thần gần gũi, lắng nghe, tiếp thu và giải đáp những cái ý kiến thắc mắc, thấu tình đạt lý, thực hiện đúng cái tinh thần nghe bộ đội nói và nói bộ đội nghe. Quỹ thời gian của Ngày Chính trị Văn hóa Tinh thần, đơn vị dành phần lớn cho việc duy trì thông báo thời sự, quán triệt công văn chỉ thị của cấp trên về những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong tháng. Từ đó, thống nhất nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị, cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Buổi sinh hoạt còn là nơi để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bày tỏ những tâm tư tình cảm, giải đáp những vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách, đời sống vật chất tinh thần của bộ đội. Tham dự buổi sinh hoạt, được chứng kiến không khí sôi nổi, đối thoại thẳng thắn của cán bộ chiến sĩ nơi đây, chúng tôi cảm nhận được sự chân thành cởi mở của một hội nghị dân chủ. Các ý kiến phát biểu của chiến sĩ đều xoay quanh thực tế cuộc sống của đơn vị như kinh tế, đời sống bộ đội, vân vân, và được chỉ huy đơn vị giải đáp kỹ lưỡng, cặn kẽ, chu đáo, thể hiện tinh thần lắng nghe, thấu hiểu giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cá nhân với tập thể. Đơn vị sinh hoạt tốt ngày văn hóa chính trị tinh thần, riêng bản thân được giải bày tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình đối với đơn vị. Ngoài ra, những vướng mắc cũng được chỉ huy các cấp giải đáp một cách thỏa đáng và triệt để. Qua đó thì bản thân cảm thấy thoải mái trong vấn đề tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ một cách thoải mái, vô tư thì hiệu quả công việc nó sẽ được nâng lên. Trong ngày văn hóa chính trị tinh thần này thì phát huy được vai trò của từng cán bộ chiến sĩ tham gia đóng góp ý kiến cũng như là trình bày tâm tư nguyện vọng của bản thân mình. Sau đó thì phát huy được tính trí tuệ của tập thể,
và góp phần đóng góp những ý kiến hay để góp phần vào công tác tổ chức lãnh đạo, rèn luyện huấn luyện chiến sĩ trong toàn đơn vị. Phát huy hiệu quả trong các buổi sinh hoạt, ngày chính trị văn hóa của trung đoàn 890 đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống bộ đội. Qua các buổi sinh hoạt dân chủ, chỉ huy đơn vị nắm được tâm tư tình cảm nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, từ đó có những biện pháp giáo dục quản lý bộ đội tốt hơn. Đối với cán bộ chiến sĩ được bày tỏ tâm tư nguyện vọng, được cấp trên thấu hiểu, từ đó thoải mái hơn trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết tích cực học tập rèn luyện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Thưa các đồng chí và các bạn, một đời sống quân nhân vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.